Sau đây, Thu Hoa sẽ cùng bà con đi giải đáp tất cả những thắc mắc trong clip này. Kính chào quý vị và bà con. Thì ở những clip trước, Thu Hoa đã nhận được rất nhiều những thắc mắc của bà con về dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, rằng là máy có thể ép được nguyên liệu gì, chế độ bảo hành ra sao, hay là cách thức mua hàng thì như thế nào. Và sau đây, Thu Hoa sẽ cùng bà con đi giải đáp tất cả những thắc mắc trong clip này. Và bây giờ, phòng online sẽ gửi câu hỏi lên cho Thu Hoa. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trung ở Hải Phòng. Anh Trung muốn hỏi, máy có thể ép được nguyên liệu gì? Có ép được ngô nguyên hạt hay không? Viên cám làm ra có chín hay khô được không? Thì Thu Hoa xin phép được trả lời rằng, máy ép cắm viên trục đứng nói chung, cũng như là máy ép cắm viên S150 nói riêng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh, thì có chức năng ép cám gạo, cua, cá, ốc và đương nhiên là ép được cả ngô nguyên hạt. Đây cũng là một lợi thế của dòng máy ép cắm viên trục đứng so với máy đùn trục ngang. Và máy ép cám thì chỉ có chức năng ép thành viên cám. Trong quá trình hoạt động có sinh nhiệt nhưng không đủ để làm khô hoặc chín viên cám. Chính vì vậy, bà con cần phơi hoặc là sấy khô để đảm bảo bảo quản được lâu dài. Về câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của anh Phan Văn Mạnh ở Bình Phước. Thì anh Mạnh có hỏi là hiện tại anh đang nuôi gà và bò, thì có những loại mặt sàng nào phù hợp? Vâng, thì hiện tại lắp vào máy có 3 loại mặt sàng, đó là mặt sàng 3 ly, 4 ly và 5 ly. Mặt sàng 3 ly phù hợp với những con vật từ 3 đến 4 lạng. Mặt sàng 4 ly phù hợp với những con vật từ 1kg trở lên. Và mặt sàng 5 ly thì phù hợp với những con vật như là bò, dê và lợn. Thì hiện tại anh Mạnh đang nuôi bò và gà, thì mình nên sử dụng mặt sàng 3 ly và 5 ly. Mặt sàng 3 ly phù hợp để nuôi gà lớn và nhỏ, và mặt sàng 5 ly thì phù hợp để nuôi bò. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Thì anh Phúc muốn hỏi là nếu ép cắm xong phải tháo máy, vệ sinh như vậy rất mất thời gian, vậy có cách nào vệ sinh máy nhanh hơn lại không gây tắc sàng hay không? Thì Thu Hoa xin phép trả lời rằng có hai mẹo. Thì cách thứ nhất, đó là khi hết nguyên liệu, ta để một ca cám gạo trộn với 2 đến 3 thìa dầu ăn bỏ. Và cách thứ hai là trộn hỗn hợp 50% cám, 50% rau cho đến khi ép ra được cám rau, cám dầu thì ta tắt máy. Bà con nên nhớ không được để hết nguyên liệu trong máy, tránh gây mòn sàng và con lăn. Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Hồng Phước ở Đắk Lắk. Anh Phước có hỏi rằng là ở trang trại của anh thì điện rất yếu, không ổn định, nhưng anh lại muốn sử dụng máy ép cắm viên S150 thì phải làm như thế nào? Có thể sử dụng được đầu nổ hay không? Thì Thu Hoa xin phép trả lời anh rằng đối với những bà con có dòng điện yếu và không ổn định, tốt nhất mình nên sử dụng đầu nổ D6 hoặc D8. Và bà con có thể mua đầu máy ở công ty, về nhà chế bệ lắp đầu nổ. Như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí tốt nhất dành cho bà con. Và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi của chị Đặng Thị Lan. Chị Lan có hỏi rằng là hiện tại chị đang có motor 3 ký thì không biết là có phù hợp với máy ép cắm viên S150 hay không? Thì Thu Hoa xin phép được trả lời chị rằng máy ép cắm viên S150 sử dụng motor 3 ký hoặc 3 ký rưỡi, tốc chậm 1450 vòng trên 1 phút. Thì hiện tại nhà mình đang có motor 3 ký thì chị vui lòng kiểm tra tốc độ vòng quay xem có đúng là 1450 vòng phù hợp với máy hay không. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của anh Lê Văn Tiến ở Bình Phước. Anh Tiến có hỏi khi chẳng may máy móc bị hỏng thì phụ kiện và linh kiện lấy ở đâu để thay thế, và chế độ bảo hành thì như thế nào? Vâng, Thu Hoa cũng xin trả lời luôn là mọi sản phẩm đều do công ty sản xuất trực tiếp, nên khi bị hỏng hóc thì tất cả linh kiện phụ kiện công ty đều có thể cung cấp cho bà con. Về chế độ bảo hành của công ty thì mọi máy móc đều được bảo hành lên đến 6 tháng. Và khi máy móc bị hỏng, lỗi do nhà sản xuất thì trong thời gian bảo hành đều được sửa chữa miễn phí tại xưởng, nên bà con cứ yên tâm về giá cả cũng như là chế độ bảo hành của công ty. Đó là câu hỏi của chị Loan. Thì chị Loan có thắc mắc rằng hiện tại chị đang ở xa và muốn đặt máy ép cắm viên S150 thì hình thức thanh toán như thế nào và giao hàng ra sao? Thì Thu Hoa xin phép được trả lời chị rằng đối với những bà con ở xa thì công ty hỗ trợ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Theo quy định của công ty thì phải đặt cọc trước 500.000 vào tài khoản của công ty, sau đó kế toán lấy đó làm căn cứ xuất kho. Và khi nhận máy thì khách hàng có quyền kiểm tra xem là máy có đúng như là công ty tư vấn hay không. Sau đó khách hàng nhận máy
và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cộng với tiền cước vận chuyển. Ngoài ra, đối với những bà con ở gần thì mình có thể xuống xem máy, thử máy và mua hàng trực tiếp tại công ty. Và công ty giao hàng toàn quốc từ Bắc vào Nam bằng đường bưu điện. Và thời gian giao hàng thì phụ thuộc vào địa chỉ xa hay gần. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi khá là thú vị của chị Lê Thị Lan. Thì chị Lan có hỏi là tại sao khi nhìn trên video của những hãng khác tốc độ gia cám nhiều như vậy và thấy máy bên công ty tốc độ gia cám kém hơn? Thì Thu Hoa xin phép được trả lời chị rằng tất cả những clip của công ty đều là thật 100%, đều là máy mới nên là sàng chưa trơn. Hơn nữa lại là khách hàng đến thử máy và được công ty quay lại. Phải sử dụng máy một thời gian mà sàng trơn thì tốc độ gia cám sẽ nhanh hơn. Đối với những clip của hãng khác đều được chuẩn bị mặt sàng trơn nên là tốc độ gia cám sẽ nhanh. Hơn nữa, công ty đều báo đúng năng suất, không báo khống để lừa khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng mua máy cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua. Câu hỏi của chị Trần Thị Hoan thì chị Hoan có thắc mắc là tại sao phải đặt cọc khi mà còn chưa nhận được máy? Vâng, thì đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều bà con đang thắc mắc và băn khoăn. Thì Thu Hoa cũng xin phép được giải thích luôn. Đây là quy định chung của công ty. Trước đây, công ty không bắt bà con phải đặt cọc, nhưng do xuất hiện quá nhiều đơn hàng ảo của những công ty đối thủ cạnh tranh, gây thiệt hại rất nhiều về mặt tài chính cho công ty. Chính vì vậy, công ty mới đưa ra quy định như vậy. Nên hy vọng, như bà con đang thấy ở đây, thì công ty chúng tôi có đầy đủ những dòng máy, đáp ứng đủ nhu cầu từ những hộ gia đình nhỏ cho đến những trang trại lớn. Và với những thông tin hữu ích trên thì Thu Hoa tin chắc rằng đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bà con về dòng máy ép cắm viên N150 nói riêng cũng như là máy ép cắm viên trục đứng nói chung. Và nếu còn thắc mắc hay là câu hỏi nào thì bà con hãy bình luận phía bên dưới hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn trực tiếp. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.